Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Đà Phật đây nè, đây nè. Nam mô Di Đà Phật. 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 Qua đây. Nam mô Di Đà Phật. Khi phát quà thì Tấn Dũng cũng xin được công bố cái danh sách của tất cả các bạn thường quân đã hỗ trợ cho Tấn Dũng những phần thiện tài ngày hôm nay với số tiền là 20 triệu đồng. Thì Tấn Dũng sẽ hỗ trợ cho 100 phần, mỗi một bà con nhận được là 200 ngàn tiền mặt. Còn bên bạn cư sĩ Thành Hậu thì sẽ hỗ trợ về những phần như là gạo và mì. Thì Tấn Dũng xin được đọc tên các vị mạnh thường quân đã hỗ trợ cho buổi phát quà ngày hôm nay. Người đầu tiên đó là gia đình của chị Châu ở bên Canada hỗ trợ số tiền là 5 triệu đồng. Và người thứ hai là em Đinh Thị Như Mai ở Thụy Sĩ hỗ trợ 1 triệu đồng. Và người thứ ba là gia đình của cô Kim Tú Trần, pháp danh tên là Diệu Quán, hỗ trợ 100 đô là 2 triệu 3. Người thứ tư là anh Thiền Vô Vi hỗ trợ 1 triệu đồng. Người thứ sáu là anh Lê Văn Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh chuyển khoảng 500 ngàn để giúp các hoàn cảnh. Người thứ sáu là Zalo của em Lala tên là Huệ ở Đài Loan hỗ trợ 2 triệu đồng để phát quà. Người thứ bảy là Facebook của chị Cai Vong ở bên Mỹ gửi 200 đô cho Tấn Dũng giúp các hoàn cảnh. Thì hôm nay còn lại số tiền 1 triệu của chị thì Tấn Dũng cũng xin được phát quà ngày hôm nay luôn. Người thứ 8 là cô Hương Đức Chơn ở bên Mỹ tên là Châu Mỹ Hiệp hỗ trợ buổi phát quà hôm nay là 1,5 triệu. Người thứ 9 là cô Trang ở bên Úc hỗ trợ buổi phát quà hôm nay là 1,1 triệu. Người thứ 10 là gia đình của cô Quanh Trần ở Mỹ bao gồm các anh chị như sau. Thứ nhất là đại diện họ Trần, thứ hai là đại diện họ Thu, và người thứ ba là đại diện họ Quỳnh, và người thứ tư là đại diện họ Hayata. Thì tổng số tiền của gia đình của cô Quanh Trần cùng với bốn tộc họ là 200 đô là 4,6 triệu. Và người thứ 11 là Zalo của chị Ngọc Thủy gửi giùm chị Đinh Thị Thanh Hồng 500 ngàn để giúp hoàn cảnh. Thì hôm nay Tuyết Dũng cũng xin được phát quà trong buổi ngày hôm nay. Và tổng số tiền tất cả của 11 vị mạnh thường quân đã gửi cho Tuyết Dũng là 20 triệu đồng. Thì Tuyết Dũng sẽ phát tặng cho bà con mỗi một người là... Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì Tuyết Dũng đang có mặt tại ngôi chùa của người Khmer. Đó là chùa Tà Ngáo ở ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì trước khi cái buổi phát quà cho bà con tại địa phương thì Tiến Dũng thấy các sư ở trong chùa đang tu tập ở trong chùa này. Thì Tiến Dũng xin được phép thay mặt anh Thuyền Vô Vi trợ duyên 1 triệu và anh Tú ở Sài Gòn trợ duyên 1 triệu đồng để cho Tiến Dũng cúng dường cho bốn vị sư thầy ở nơi chùa Khmer là mỗi một vị là 500 ngàn. Thì hôm nay Tiến Dũng xin thay mặt anh Thuyền Vô Vi và anh Tú ở Sài Gòn trợ duyên cúng dường cho các thầy nhé. Dạ, A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Và thầy sư gì có vài lời cảm ơn. Trước tiên là sư xin thay mặt giùm sư cả xin trân trọng cảm ơn Mạnh Thường Quân đã dành thời gian quan trọng đến thăm chùa Tà Ngáo và cũng trao phần quà cho những gia đình nghèo gặp khó khăn. Và thứ hai xin chúc cho thầy và đảng Mạnh Thường Quân gặp nhiều hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, Tấn Dũng Thái kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thật an lạc. Buổi sáng ngày hôm nay là ngày 3 tây tháng 4. Tấn Dũng đang có mặt tại một nơi ngôi chùa của người Khmer
địa chỉ là ở xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì nơi đây là một vùng sâu vùng xa, bà con Khmer gặp rất là nhiều khó khăn. Thì hôm nay Tiến Dũng kết hợp cùng với bạn cư sĩ Thành Hậu, cũng như là thay mặt tất cả các cô chú anh chị em mạnh thường quân, đã gửi những phần thiện tài cho Tiến Dũng đi giúp những hoàn cảnh khó khăn, những người già neo đơn, và trong đó có những phần tiền để mà phát quà cho bà con. Thì hôm nay Tiến Dũng sẽ cộng danh sách của các anh chị lại để mang đến một nơi vùng sâu vùng xa của xã An Phú để phát quà tặng cho bà con. Thì ngay sau đây Tiến Dũng xin mời quý vị hãy cùng theo chân của Tiến Dũng vào bên trong ngôi chùa của người Khmer để cùng phát quà với Tiến Dũng ngày hôm nay nhé. Xin kính mời tất cả quý vị. Đây kính thưa quý vị, đây là phía trước cổng chùa của người Khmer. Thì xanh quanh ở tại địa phương nơi đây, bà con cũng gặp nhiều khó khăn cũng như là người dân tộc quý vị. Thì hôm nay Tiến Dũng và tu sĩ Thanh Hòa và cư sĩ Thành Hậu đã hợp tác với bên ủy ban xã An Phú chọn một cái nơi phát quà rất là lý tưởng của một ngôi chùa. Thì Tiến Dũng sẽ đi vào bên trong để quay từng phần cho quý vị xem nhé. Bà con có lẽ là đã đến gần đông đủ rồi vị ơi. Thì hôm nay phát 100 phần quà. Bên cư sĩ Thành Hậu thì hỗ trợ về gạo và những cái phần như là mì. Rồi Tiến Dũng sẽ hỗ trợ cho bà con mỗi một bao thư như vậy là 200.000. 100 hộ thì sẽ dâng ra số tiền là 20 triệu của bên phần Tiến Dũng. Và còn phần quà lại như là mì với gạo thì bên cư sĩ Thành Hậu sẽ hỗ trợ là 180.000 nữa vị. Đây, bà con đang đến để mà chuẩn bị nhận quà rất là đông nè. Chúng ta thấy bà con đang ngồi ha. Đây, bà con đang ngồi đông đủ nè vị. Đây là những phần chào quý quà. Ở dưới là phần dạ khỏe không anh? Dạ khỏe. Hôm nay bà con Tiến Dũng thấy như là đa số là người Khmer hết quà ha. Dạ, 100% người Khmer, người dân tộc. Vậy hả? Bà con rất là nghèo. Ở đây là cái chùa Sóc Tà Ngáo. Sóc Tà Ngáo của cái ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên. Hôm nay phát cho 100 phần quà cho bà con người dân tộc. Ở đây thật sự là cái người dân tộc rất đông. Dạ. Nít em bé rồi cũng rất là đông. Dạ. Thì phân phối ba cái bánh mì rồi ở đây. À, con ăn đang chờ đợi. Hôm nay là tu sĩ Thanh Hòa có hỗ trợ luôn bánh mì đó hả? Bánh mì chay hay mặn? Bánh mì không. Không uống trà. Vậy bà con đỡ đói. Đói từ sáng giờ đó. Thấy bà con ngồi thấy thương quá ha. Hết sức không kìa. Bà con ăn bánh mì uống nước xong xuôi rồi nhận quà nha. A Di Đà Phật. Bây giờ mình đồng tâm lên, mình chắp tay mình niệm Phật cho nó ngon lành coi. Nam mô A Di Đà Phật. Quá ơi. Vui ha. Dạ. Dạ. Thì chúng ta cũng nên chọn những cái bà con vùng sâu vùng xa đó, như thế này nên và mình phát là nó mới thứ nhất là giáp biên giới luôn mà. Giáp biên giới Campuchia mình luôn hả? Rồi. Vậy hả? Cái đường hồi nãy mình xe chạy là giáp biên giới đó. Vậy hả? Giáp biên giới luôn rồi đó. Dạ. Thì hiện nay chỉ đang còn chờ Thành Hậu. Thành Hậu tới nữa là mình sẽ phát đó ha. Bây giờ là quý vị đây, hiện nay là 9:40 rồi. Chắc có lẽ là 10 giờ anh em mình làm việc là vừa ha, phát là vừa đó ha. Rồi thì tôi sĩ Thanh Hoàng có đôi lời gì gửi đến bà con mình không? Hôm nay theo như cái yêu cầu của chúng tôi hôm trước đã đề xuất với chỗ Tuấn Dũng để rồi hỗ trợ cho 100 suất quà cho bà con đồng bào dân tộc nghèo ở trong cái địa bàn của An Phú. Thì y như lời chương trình đã được nhu cầu thì hôm nay mạnh thường quân của Tuấn Dũng đã đáp ứng, đã ủng hộ cho bà con nghèo ở trong cái khu vực địa bàn này. Thì hơn nơi đây chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng là vì bà con xa gần tề tụ về đây trong cái chùa của người dân tộc rất là đông, từ hồi sáng tới giờ luôn ngồi ở đây chờ rất là vất vả. Thì hôm nay được cái sự ủng hộ nhiệt tình của các vị mạnh thường quân đã liên kết nhịp cầu với Tiến Dũng thì chúng tôi cũng rất là vui mừng, cảm kính và có cái lời cảm ơn chân tình nồng hậu nhất đối với các vị mạnh thường quân đã chung tay góp sức giúp đỡ cho bà con đồng bào nghèo cũng như các vị đồng đạo tu sĩ cư sĩ ở miền núi. Thì nơi đây một lần nữa chúng tôi rất là biết ơn, chân thành gửi đến quý vị lời cảm kính tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi, đặc biệt nhất là ngày hôm nay là cái ngày lễ của ông cố Đức Cố Quảng Trần Nhân Thầm, đệ tử của Đức Phật Thầy Thầy An. Thì hy vọng rằng với những cái công đức lành mà các vị mạnh thường quân đã ủng hộ phát quà cho bà con đồng bào nghèo hôm nay sẽ là cái ngày lành, cái ngày rất là đặc biệt, ngày chánh lễ kỷ niệm của Đức Cố Quảng Trần Văn Thầm, đệ tử của Đức Phật Thầy Thầy An. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hồi hướng những cái công đức lành này. Bà con vô trong ngồi cho mát mẻ chút xíu đi rồi ra lãnh quà ha.
Rồi vô trong ngồi đi, vô trong ngồi hết đi. 20 phút nữa mới phát lận, ngồi ngoài này nắng nôi lắm. Rồi đúng rồi, vô đây ngồi đi, tập trung đây đi. Quý vị thấy hôm nay là phát cho bà con Khmer nhé vị. Thực hiện theo cái chương trình an sinh xã hội năm 2021 thì được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân cũng như chủ thầy Hòa, gia đình anh Tiến Dũng, gia đình anh Thành Hậu đến từ huyện Chi Tôn đại diện cho các mạnh thường quân đến đây phát 100 phần quà cho bà con trên địa bàn ấp Phú Tâm, xã An Phú. Sau đây xin mời đại diện chỗ anh Tấn Dũng sẽ có đôi lời phát biểu là thay mặt cho các mạnh thường quân. Xin mời anh ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì chúng tôi được lắng nghe ý kiến cũng như sự giới thiệu của bên ủy ban của địa phương đã hợp tác để rồi liên kết giúp đỡ cho bà con nghèo khó khăn ở tại nơi cái ngôi chùa Tần Ngáo của ấp Phú Tâm, xã An Phú. Và giờ đây trong cái chương trình của bữa cấp phát quà này thì chúng tôi cũng thay mặt cho bà con mình cũng hoan hỷ và thông cảm do cái đường xa cho nên phải chờ anh Hậu bị kẹt xe ở ngay chân cái đoạn của số 5, cho nên làm cho bà con mình rất là vất vả, rất là cực chờ từ sớm tới giờ. Thôi thì giờ đây trong cái chương trình của cái buổi cấp phát quà này thì có Tuấn Dũng và Thành Hậu là đại diện cho các nhà mạnh thường quân để rồi đọc báo cáo cái kết quả cho bà con mạnh thường quân và để rồi gieo duyên lành cùng với tất cả bà con mình. Giờ đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Tuấn Dũng, xin kính mời. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Con Tuấn Dũng xin tái kính chào tất cả các vị lãnh đạo ở tại địa phương xã An Phú cũng như là các sư thầy ở tại chùa Khmer, chùa Tàng Áo. Thì hôm nay Tuấn Dũng xin kính chào tất cả quý bà con, cô bác có mặt trong cái buổi nhận quà ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Tuấn Dũng xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe và thân tâm lúc nào cũng được an lạc và vui vẻ trong cuộc sống, cũng như là chúng ta sinh hoạt hàng ngày được mọi điều tốt đẹp đến với bà con nông dân có một mùa thu hoạch được trúng mùa. Thì hôm nay Tiến Dũng xin được phép thay mặt tất cả các mạnh thường quân để đến đây gieo duyên với tất cả quý bà con bằng những cái phần quà tình thương mến thương của các anh chị trong nước và ngoài nước đã hỗ trợ những phần thiện tài cho Tuấn Dũng và cư sĩ Thành Hậu đến đây để phát quà tặng bà con. Thì trước khi phát quà thì Tuấn Dũng cũng xin được công bố cái danh sách của tất cả các bà thường quân đã hỗ trợ cho Tuấn Dũng những phần thiện tài ngày hôm nay với số tiền là 20 triệu đồng. Thì Tuấn Dũng sẽ hỗ trợ cho 100 phần, mỗi một bà con nhận được là 200.000 tiền mặt. Còn bên bạn cư sĩ Thành Hậu thì sẽ hỗ trợ về những phần như là gạo và mì. Thì Tiến Dũng xin được đọc tên các vị mạnh thường quân đã hỗ trợ cho buổi phát quà ngày hôm nay. Người đầu tiên đó là gia đình của chị Châu ở bên Canada hỗ trợ số tiền là 5 triệu đồng. Và người thứ hai là em Đinh Thị Như Mai ở Thụy Sĩ hỗ trợ 1 triệu đồng. Và người thứ ba là gia đình của cô Kim Tú Trần, pháp danh tên là Diệu Quán, hỗ trợ 100 đô là 2.3 triệu. Người thứ tư là anh Thiền Vô Vi hỗ trợ 1 triệu đồng. Người thứ sáu là anh Lê Văn Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh chuyển khoảng 500.000 để giúp các hoàn cảnh. Người thứ sáu là Zalo của em Lala tên là Huệ ở Đài Loan hỗ trợ 2 triệu đồng để phát quà. Người thứ bảy là Facebook của chị Kai Vong ở bên Mỹ gửi 200 đô cho Tiến Dũng giúp các hoàn cảnh. Thì hôm nay còn lại số tiền 1 triệu của chị thì Tiến Dũng cũng xin được phát quà ngày hôm nay luôn. Người thứ 8 là cô Hương Đức Chơn ở bên Mỹ tên là Châu Mỹ Hiệp hỗ trợ buổi phát quà hôm nay là 1.5 triệu. Người thứ 9 là cô Trang ở bên Úc hỗ trợ buổi phát quà hôm nay là 1.1 triệu. Người thứ 10 là gia đình của cô Quanh Trần ở Mỹ bao gồm các anh chị như sau. Thứ nhất là đại diện họ Trần, thứ hai là đại diện họ Thu, và người thứ ba là đại diện họ Quỳnh, và người thứ tư là đại diện họ Hayata. Thì tổng số tiền của gia đình của cô Quanh Trần cùng với bốn tộc họ là 200 đô là 4.6 triệu. Và người thứ 11 là Zalo của chị Ngọc Thủy gửi dùm chị Đinh Thị Thanh Hồng 500.000 để giúp hoàn cảnh. Thì hôm nay Tuấn Dũng cũng xin được phát quà trong buổi ngày hôm nay.
Và tổng số tiền tất cả của 11 vị mạnh thường quân đã gửi cho Tấn Dũng là 20 triệu đồng. Thì Tấn Dũng sẽ phát tặng cho bà con mỗi một người là 200 ngàn. Thì tiếp theo sau đây những cái phần mà hỗ trợ gạo và mì thì của bên kênh của cư sĩ Thành Hậu sẽ có đôi lời gửi đến quý bà con. Xin mời bạn cư sĩ Thành Hậu. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị sư sãi và kính thưa các cấp chánh quyền địa phương, thưa với toàn thể cô bác, anh chị em kính mến. Thành Hậu đi lúc 5:30, nhưng mà ngày hôm nay là ngay cái ngày lễ là anh hùng dân tộc, là một vị đó, nếu nói về An Giang, cố quả sau khi đứng lên dân Pháp. Cho nên ngay cái dịp này, ngay ngày này thì tất cả cô bác, bà con mọi nơi đều đi đến kính viếng lễ là trên đường bộ từ đó. Là hôm nay quý vị mình được nhận mỗi một phần quà là 380 ngàn. Thì thôi, đó là tất cả tấm chân tình của chư đồng đạo của người Phật giáo Hòa Hảo mang đến quý vị. Vậy thì quý vị mình không có gì hơn, nói lại món quà này nó hàm chứa sự đạo đức trong đó. Dạ, yeah. Chứ không phải mà gạo của mình mua nó bình thường. Đây là món quà nghe, gọi là quà thì nó ít nhưng mà nó sẽ nhiều, nhiều về cái tinh thần. Mong quý vị mình thọ nhận cho ha. Vậy thì trước khi dứt lời cũng xin đọc lại những cái danh sách của những vị mạnh thường quân đã gửi trao cho Thành Hậu để đi phát quà trong những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay là Thành Hậu phát ở đây 100 phần. Và ngày mai thì sẽ đi qua bên khu vực ở Tà Lọt, cũng nhờ đại hòa coi cái những cô bác bà con ở bên đó, đó là thêm 80 phần nữa. Là chuyến này Thành Hậu phát 180 phần. Dạ. Như vậy thì đây là những nhà mạnh thường quân. Một là một vị ở Sài Gòn, vị đó giấu tên, một vị mạnh thường quân gửi cho Thành Hậu 30 triệu để đi phát quà. Và thứ hai là chị Nguyễn Thị Kim Yến gửi Thành Hậu 2 triệu để đi phát quà. Và người thứ ba là thị Đức Nhân gửi Thành Hậu 500 ngàn để đi phát quà. Như vậy thì tổng số chuyến này quà là 32 triệu 500 ngàn. Tổng thu là 32 triệu 500 ngàn. Còn quà là 32 triệu 100 ngàn. Vậy là còn dư là 100 ngàn. Dạ. Vậy thì như vậy thì cũng không biết nói gì hơn. Thứ nhất, xin thầm nguyện ở trên chư Phật mười phương, quay linh Đức Phật, Đức Thầy cùng các đấng trăm quan chư vị sẽ gia trì hộ độ cho toàn thể quý vị ở đây được luôn luôn lúc nào cũng được một cái tinh thần khỏe mạnh và một cái thể xác lúc nào cũng cường tráng, để làm sao chúng ta để làm ăn kinh tế và sau đó tinh thần đạo Pháp và biết niệm Phật. Và qua phần thứ hai thì Thành Hậu xin hồi hướng công đức tất cả những vị mạnh thường quân được đến nhà nhà, được an cư và lạc nghiệp, và phụ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Và hồi hướng công đức này về ba cõi sáu đường trong mười phương pháp giới, âm siêu dương thế, luôn luôn lúc nào mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Một lần nữa chúng tôi xin cầu chúc chung cho toàn thể quý vị ở đây luôn luôn lúc nào cũng làm ăn được tấn tài, tấn lợi, tấn bình an. Và đến đây xin trước lời Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì Tuấn Dũng và Thành Hậu cũng đã đại diện cho các nhà mạnh thường quân đã đọc báo cáo cái kết quả mà bà con mình đã ủng hộ. Và đây một lần nữa chúng tôi cũng xin thay mặt cho tất cả bà con, những người dân tộc ở chùa Tà Ngáo, xin chân thành gửi đến toàn thể các vị mạnh thường quân lời tri ân nồng hậu nhất của các nhà mạnh thường quân đã đem đến một cái tình thương bằng cả một cái tấm lòng, mà đã góp sức cùng với Thành Hậu và Tuấn Dũng đem đến những cái phần quà, những cái phần tiền để rồi đem trao tặng tay cho bà con hoàn cảnh nghèo ở nơi cái khu vực của chùa Tà Ngáo này. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị mạnh thường quân rất là nhiều. Mong rằng quý vị mình sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc và vững chí tu hành để rồi góp sức công việc an lành cùng với tất cả những cái hoàn cảnh bà con ở khắp nơi đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Và giờ đây chương trình các phát quà xin được tiến hành. Thì bây giờ bà con mình cứ ngồi trật tự, sẽ đi từng hàng ha quý vị, mình ngồi y tại chỗ đi, rồi mình đi từng hàng đi phía bên ngoài này là mình nhận quà, mình nhận bì về luôn.
Rồi cho một người như vậy thì cũng không biết nói gì hơn. Thứ nhất, xin thầm nguyện ở trên chư Phật mười phương, quay linh Đức Phật, Đức Thầy cùng các đấng trăm quan chư vị sẽ gia trì hộ độ cho toàn thể quý vị ở đây được luôn luôn lúc nào cũng được một cái tinh thần khỏe mạnh và một cái thể xác lúc nào cũng cường tráng, để làm sao chúng ta để làm ăn kinh tế và sau đó tinh thần đạo pháp và biết niệm Phật. Và qua phần thứ hai thì thành hậu xin hồi hướng công đức tất cả những quý vị mạnh thường quân được đến nhà nhà được an cư và lạc nghiệp và phụ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Và hồi hướng công đức này về ba cõi sáu đường trong mười phương pháp giới, âm siêu dương thế, luôn luôn lúc nào mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Một lần nữa chúng tôi xin cầu chúc chung cho toàn thể quý vị ở đây luôn luôn lúc nào cũng làm ăn được tấn tài, tấn lợi, tấn bình an. Và đến đây xin trước lời Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì Tuấn Dũng và Thành Hậu cũng đã đại diện cho các nhà mạnh thường quân đã đọc báo cáo cái kết quả mà bà con mình đã ủng hộ. Và đây một lần nữa chúng tôi cũng xin thay mặt cho tất cả bà con những người dân tộc ở chùa Tà Ngáo xin chân thành gửi đến toàn thể các vị mạnh thường quân lời tri ân nồng hậu nhất của các nhà mạnh thường quân đã đem đến một cái tình thương bằng cả một cái tấm lòng mà đã góp sức cùng với Thành Hậu và Tuấn Dũng đem đến những cái phần quà, những cái phần tiền để rồi đem trao tặng tay cho bà con hoàn cảnh nghèo ở nơi cái khu vực của chùa Tà Ngáo này. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị mạnh thường quân rất là nhiều. Mong rằng quý vị mình sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc và vững chí tu hành để rồi góp sức công việc an lành cùng với tất cả những cái hoàn cảnh bà con ở khắp nơi đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Và giờ đây chương trình các phát quà xin được tiến hành. Thì bây giờ bà con mình cứ ngồi trật tự sẽ đi từng hàng ha quý vị, mình ngồi y tại chỗ đi rồi mình đi từng hàng đi ra phía bên ngoài này là mình nhận quà, mình nhận bì về về luôn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, lấy bì. Chúc bà nhiều sức khỏe nha bà nha, gắng nha. A Di Đà Phật. Rồi, dạ, đi xuống đây luôn. Con xin gửi bà 200 ngàn A Di Đà Phật. Nhận gạo mì. Tiếp, tiếp mấy bà già ôm gạo. Đi, 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 dạ. đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đi từ từ thôi. Đi ngang đây luôn. Cứ đừng sắp sắp giò. Sắp giò. Rồi, đi thẳng qua đó. Rồi, gạo nè. Gạo. Đi thẳng lên đằng kia luôn, đi nhận mày kia luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Giờ đi thẳng qua kia luôn. Thẳng qua luôn. A Di Đà Phật. Rồi, đó im rồi đó. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật đó. Rồi đi từng hàng. Từng hàng một, từng người một. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc sức khỏe nha cô, gắng niệm Phật nha cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Quá công đức vô lượng rồi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, đi từ từ để sập giò. Đi sập giò coi tiếp mấy bà già. Nam Mô A Di Đà Phật, tới luôn cô. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tới luôn rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Từ từ thôi, từ. Đừng có chen. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, nhau gia mì luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá im bời. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ai? Ai chưa có tiền? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật nha chị nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc bà nhiều sức khỏe, đi tới luôn bà, tới lãnh mì nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Tới luôn chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật cái chị nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, đây nè. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thôi đây.
Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nè con. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật nha sư tỷ. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. 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 Rồi chúc cô nhiều sức khỏe, nhớ niệm Phật như cô nha. Rồi nhớ niệm Phật chị nha. Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật chị nha. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Đứng lên chụp tấm hình tôi thành hậu luôn cái. Nam Mô Di Đà Phật. Bưng gạo lên, bưng gạo lên. Nè nè chụp nè. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật nha cưng. Đi ra đi. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Qua đây lãnh mày chút, qua đây. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Ăn được dạo nữa. Dạ. Cái gì nói gì? Cho con kim ăn cho dạo cho giỏi. Yeah, dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật nha cô nha. Dạ cho cậu mạnh giỏi. Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật nha con. Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật nha chú. Dạ dạ rồi. Cái đó là thường xuyên. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi nhớ niệm Phật nha chú. Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật nha sư tỷ. Dạ, cảm ơn. Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật nha sư tỷ. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật nha. Dạ. A Di Đà Phật. Thời đó nó quay lại đây nè. A Di Đà Phật. Dạ gửi chú 200. Cảm ơn. Nam Mô Di Đà Phật cho chú. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. 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 Học giỏi nghe con. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Mấy đứa nhỏ này là lãnh cho ai vậy? Hả? Lãnh cho ai vậy? Cho ông. Cho ông hả? Rồi nè chú gửi con 200. Con lãnh cho ai vậy? Con lãnh cho bà. Con lãnh cho bà. Rồi cậu gửi con 200. Con lãnh cho ai? Cho bà. Cho bà luôn. Rồi gửi con 200. Niệm Phật ơi. Niệm Phật ơi. Cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Con lãnh cho ai? Cho mẹ. Cho mẹ. Rồi con gửi con 200. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vậy lãnh cho ai vậy? Cho mẹ. Cho mẹ luôn hả? Dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Qua đây. A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Ở không làm gì, kiếm công đức, kiếm phước. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con lãnh cho ai vậy? Cho cha. Con lãnh cho ai? Cho mẹ. Rồi. Con lãnh cho ai? Dạ con lãnh cho ông. Cho ông ha. Rồi. A Di Đà Phật. Con lãnh cho ai vậy? Cho ông. Rồi, con gửi con 200. Nhớ niệm Phật đi con. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật cho sư huynh nha. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi, nhớ niệm Phật nha con. Học giỏi nha. Nam Mô Di Đà Phật. 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 Còn lại mấy phiếu đi lớn tuổi đi không được. Con có phiếu lại lãnh chưa? Có phiếu rồi hả? Nam Mô Di Đà Phật. Rồi. Rồi, còn lại mấy 2 4 5.
6 phiếu. Còn lại có phiếu mới nhận. Vậy hả? À, vậy là chờ có phiếu trả lại tới nhà người ta. Mấy người này chắc mấy người khó khăn đi, khó khăn đi không nổi. Lớn tuổi đi không nổi. Thôi bây giờ Quynh là bên địa phương nè ha. Bây giờ mình còn lại mấy phiếu này thằng Học. Bây giờ mình giao cho giao đi. Anh Đức nha. 1. À, vâng thưa quý vị, và sau khi đã phát quà tặng cho bà con những cái phần như là gạo và mì của bạn cư sĩ Thành Hậu và 200.000 của Mạnh Thường Quân của Tiến Dũng, sau khi đã phát xong 92 phiếu rồi thì còn lại 8 phiếu này Tiến Dũng cũng xin trao lại cho thứ nhất là chị trưởng ấp, thứ hai là anh Đức để mà ở lại đây chờ những bà con mà đi làm trễ hoặc là những người già mà đến nhận trễ đó quý vị. Thì các anh chị sẽ đại diện trao giùm em với Thành Hậu ha. Dạ, rồi em xin trao cho anh. Dạ. Các Mạnh Thường Quân của cũng như đại diện gia đình chỗ anh Tiến Dũng cũng như gia đình chỗ anh Thành Hậu đại diện cho các Mạnh Thường Quân đã đến đây hỗ trợ cho địa phương những phần quà hết sức ý nghĩa cho bà con nghèo, cũng thay mặt cho địa phương cảm ơn các Mạnh Thường Quân cũng như là gia đình anh Tiến Dũng và gia đình anh Thành Hậu. Cũng 8 phần quà còn lại là lý do là bà con là lớn tuổi đi không nổi. Cái thứ hai là do một số gia đình là vẫn làm công việc leo thúc lốt, làm mướn, làm thuê. Cũng như thay mặt địa phương thì 8 phần quà này là chỗ địa phương cùng với ban ấp sẽ trao tặng tay cho bà con tại nhà. Xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị. Vừa qua thì chúng ta cũng được lắng nghe anh Đức cũng như cô trưởng ấp. Tên gì ạ? Cô Chuỗi. Vừa qua thì chúng ta đã được phát quà rất là thành công, rất là tốt đẹp. Thì một lần nữa chúng tôi cũng thay mặt cho các nhà Mạnh Thường Quân cũng như Tuấn Dũng và Thành Hậu gửi đến lời tri ân nồng hậu nhất đối với các cấp chính quyền của địa phương của xã An Phú cũng như anh Đức và cô Chuỗi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi sắp xếp để cho cái chương trình các phát quà hôm nay được thành công và tốt đẹp. Thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền của địa phương đã hỗ trợ và giúp đỡ cho tốt đẹp cái buổi cấp phát quà này. Và cuối lời thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với Tuấn Dũng và Thành Hậu đem đến những cái niềm vui cho bà con, đồng bào, những cái hoàn cảnh thật sự rất khó khăn. Quý vị mình đã cảm nhận và giờ đây xin chân thành cảm ơn quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau cùng xin cầu chúc anh Đức và chị Chuỗi và luôn luôn lúc nào cũng được có một cái tâm rất tốt để thể hiện lo cho mọi người ở đây. Anh em mình sẽ còn gặp nhau. Dạ, rồi. Dạ, cảm ơn anh. Và Tiến Dũng cũng xin cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ những phần tiện tài cho Tiến Dũng và Thành Hậu để đến đây gieo duyên phát quà cho bà con. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và quý vị thương mến Tiến Dũng và Thành Hậu thì hãy bấm đăng ký kênh cũng như là để theo dõi chương trình thiện nguyện của anh em chúng tôi nha. Rồi. Xin kính chào tất cả quý vị. Lần sau để hỗ trợ nữa. Rồi. Ok. Rồi, chúc sức khỏe nhiều. Rồi.